Về nhà ông ăn dỗ bà, hai cháu nhỏ đuối nước thương tâm. Sáng ngày 16 tháng 5, ông Võ Văn Danh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn, Nghệ An xác nhận với phóng viên, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước đau lòng khiến hai cháu nhỏ tử vong. Khoảng 16 giờ chiều ngày 15 tháng 5, cháu Nguyễn Hữu En, 7 tuổi, trú ở xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn và cháu Hoàng Phi B, 7 tuổi, trú ở xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn rủ nhau đi câu cá ở đập Khe Đình. Đến bữa cơm tối, gia đình không thấy hai cháu về nhà nên tá hỏa đi tìm. Khi lên đập Khe Đình thì thấy trên bờ đập có hai đôi dép, áo, mũ, cần câu và một chiếc giỏ xe đựng cá, nhưng không thấy người ở đâu, nghĩ các cháu đã bị đuối nước. Gia đình liền tổ chức lặn xuống đập tìm kiếm, đồng thời báo với chính quyền địa phương. Nhận được tin báo, lực lượng công an, dân quân của xã Nam Xuân nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tổ chức công tác tìm kiếm các cháu. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, thi thể cháu B đã được tìm thấy, chìm cách bờ vài chục mét. Khoảng 2 tiếng sau đó, En được tìm thấy chìm cách bờ khoảng 100 mét. Được biết, cả hai cháu B và En đều đang học lớp 1, là anh em con cô con cậu. Ngày 15 tháng 5, các cháu theo bố mẹ về nhà ông Nguyễn Hữu L, trú ở xã Nam Xuân, để chuẩn bị làm đám dỗ cho bà thì xảy ra sự việc đau lòng. Sáng nay 16 năm, đại diện Phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện Nam Đàn, Ủy ban Nhân dân xã Nam Xuân và xã Nam Lĩnh đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình bị nạn. Nguyễn Tú, nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.